lấy hồ sơ thử lâm sàng này đi xin số đăng ký. Số đăng ký nếu hợp lại sẽ được cấp cho chúng ta. Và khi sản xuất quy mô công nghiệp thì các anh chị nhớ lần nữa ha, chất lượng của sản xuất công nghiệp phải giống như lô thuốc mẫu ban đầu. Phải đảm bảo là sản xuất thuốc giống như thuốc mẫu ban đầu. Và để đảm bảo tất cả những ý mà chúng ta vừa mới nói thì sẽ có những cái quy định về thực hành tốt, những cái GP mà thường là GP rồi có chữ sờ nhỏ phía sau đó, là các cái GP. Ví dụ như trong quá trình lúc đầu xây dựng công thức nè thì phải có một cái phòng thí nghiệm đảm bảo GLP để khi chúng ta thử nghiệm nó ra được những kết quả đáng tin cậy. Rồi giai đoạn thử nghiệm lâm sàng phải tuân thủ các nguyên tắc của GCP, thì chữ C này là lâm sàng clinical nè ha. Rồi sản xuất để đảm bảo giống lô thuốc chuẩn gốc ban đầu thì mình sẽ phải có các quy tắc thực hành tốt sản xuất thuốc được gọi là GMP. Sản xuất ra giống lô chuẩn gốc ban đầu. GMP hiện tại ở Việt Nam đang bắt buộc chúng ta áp dụng là GMP của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nhưng mà trước đó đó thì trong cái lộ trình mà áp dụng GMP bắt lên GMP của WHO liền thì các nhà máy của mình theo không kịp. Nên nhà nước mình á, áp dụng chuẩn đầu tiên là chuẩn GMP của ASEAN. GMP của ASEAN này các anh chị tìm hiểu coi là mình bắt đầu áp dụng từ năm nào ha, còn GMP của WHO là từ năm nào ha, mình tìm hiểu thử xem. Hoặc là chúng ta cũng có thể ghi nhận lại ha, là từ năm 96 là triển khai GMP của ASEAN và từ năm 2005 2005 là GMP của WHO ha. Và hiện tại năm 2021 rồi là tất cả các xí nghiệp sản xuất thuốc ở Việt Nam là đều phải phải đạt chuẩn GMP ít nhất là của WHO thì mới được sản xuất thuốc bán ra thị trường. Mà cái chuẩn đó thì cũng giống như là một chuẩn sàn vậy, chúng ta muốn có tính cạnh tranh thì hiện tại nhiều nhà máy người ta theo chuẩn GMP của châu Âu, EU hoặc là của tổ chức kiểm định quốc tế BICS ha. Bảo quản thuốc thì kho phải đạt chuẩn GSP, thì các anh chị nào có làm về phân phối hoặc làm về kho thì chúng ta biết cái vấn đề này, để đảm bảo thuốc của chúng ta trong quá trình bảo quản nó phải đạt giống như hồi nãy người ta làm ra vậy đó, không có để quá trình bảo quản ảnh hưởng đến chất lượng thuốc của mình. Phân phối thì phải đảm bảo GDP và ra đến nhà thuốc, đến khoa dược bệnh viện thì phải đảm bảo GPP là hướng dẫn sử dụng thuốc đạt yêu cầu. Năm yếu tố cơ bản của các GB, X này là X nhỏ ha. Năm yếu tố cơ bản của các GP là con người, nguyên liệu, trang thiết bị, môi trường và tài liệu. 5M ha. Man, material, machine, method là tài liệu, phương pháp nè, môi trường thì cái từ này là từ tiếng Pháp, milieu là môi trường. Trong số các yếu tố này thì yếu tố con người là quan trọng nhất. Như các anh chị cũng đã từng tham gia thẩm định một cái nhà thuốc CPB rồi đó, thì người ta kiểm gì? Kiểm coi có đủ nhân sự hay không, thì nhân sự là con người nè. Phải đủ số lượng, đủ tiêu chuẩn, ví dụ như chủ nhà thuốc thì phải là dược sĩ đại học và phải có chứng chỉ hành nghề đạt yêu cầu. Rồi phải sao nữa? Khám sức khỏe nè, rồi phải có hiểu biết về về CPB nè. Và có hiểu biết như vậy thì phải có ý thức và thái độ để thực hiện các CPB, các CSB đó nữa. Tại sao phải có ý thức các anh chị? Tại vì nếu như chúng ta biết là chúng ta phải mở máy lạnh thường xuyên để đảm bảo nhiệt độ là dưới 30 độ C và độ ẩm là dưới 75%. Chúng ta biết điều đấy mà chúng ta vì tiết kiệm điện chúng ta không làm chẳng hạn. Thì thuốc ở trong nhà thuốc của mình bảo quản cũng không đạt được yêu cầu. Và dĩ nhiên những yếu tố khác cũng phải có. Ví dụ như trang thiết bị là chúng ta phải có gì? Chúng ta phải có máy lạnh, là chúng ta phải có máy in này kia để mình xuất hóa đơn ra ha, rồi phải lưu trữ những cái tài liệu nào, rồi môi trường kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng như thế nào, vân vân, rồi nhập thuốc như thế nào. Đó, 5M trong đó yếu tố nhân sự, yếu tố con người là quan trọng nhất, là vì vậy ha. Rồi thì đó là nội dung của bài ngày hôm nay, và đây là một số câu hỏi lượng giá để các anh chị ôn lại bài ha. Chúng ta sẽ thi theo hình thức là trắc nghiệm và kiểm tra cũng theo hình thức trắc nghiệm luôn.
và mình sẽ có ít nhất là hai bài kiểm tra để các anh chị có hai cột điểm, và cuối đợt thì chúng ta sẽ có bài thi kết thúc môn. Bài kiểm tra thứ nhất thì mình có 9 buổi học đúng không? Bài kiểm tra thứ nhất chúng ta sẽ thống nhất với nhau là mình làm vào buổi số số 4 nha các anh chị. Mình sẽ làm hình thức là kiểm online luôn. Còn không biết là thời gian sau chúng ta có được học tại lớp hay không thì bài kiểm tra số 2 cô sẽ thông báo sau. Nhưng mà chậm nhất sẽ là buổi số 8 của chúng ta. Và tùy tình hình thì mình có thể kiểm online hoặc là offline các anh chị ha. Rồi tạm thời thì chúng ta sẽ nghỉ giải lao. Các anh chị nghỉ giải lao 20 phút trước khi chúng ta bắt đầu qua phần mới ha. Các anh chị Cô ơi, mắc gì không? Ừ. dạ cô cho em hỏi là sau khi giải lao cô có việc vô lại không cô? Rồi ngày hôm nay thì cô sẽ duyệt thêm một số bạn nữa, nhưng mà hôm sau thì chúng ta cứ thống nhất là hai mốc thời gian là 7:30 và 8 giờ nha. Dạ dạ em cảm ơn cô. Rồi về bài học mà vừa mới học xong thì các anh chị có thắc mắc gì hay không? Rồi chúng ta giải lao 20 phút, mà bây giờ là 9:04 phút ha, thì đến đúng 9:25 phút rồi cô sẽ giảng tiếp nha các anh chị. Mình có công việc gì thì mình sắp xếp để vào đúng giờ ha. Và mình đã ở đây rồi thì mình không cần phải duyệt lại đâu nếu các anh chị không thoát ra. Cô chỉ duyệt mới cho những người chưa vô thôi nha.